Em mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay có mặt tại cầu Chợ Gạo Lớn ở Tiền Giang, ở miền Tây Việt Nam cô chú anh chị các bạn. Đây là cầu Chợ Gạo Lớn, đường lưu thông tránh về Gò Công. Rất là nhiều xe tải, xe du lịch chạy trên tuyến đường này cô chú anh chị và các bạn. Tại tuyến đường này lưu thông tránh của ở Tiền Giang của em về Gò Công là đường lưu thông tránh luôn, rất là nhiều xe qua lại trên tuyến đường này. Ở quyền Chợ Gạo của em có hai cầu, một là cầu Chợ Gạo Lớn, em đang đứng trên đây quay cầu Chợ Gạo Lớn, còn một cầu dây phía bên trong nhỏ hơn. Cầu dây cũng rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn. Đây là cầu Chợ Gạo Lớn. Giờ tầm khoảng 4-5 giờ cho nên xe qua lại cũng rất là tấp nập luôn. Đây là xung quanh chân cầu trồng những cây xanh rất là đẹp luôn. Và những hàng dừa, ở miền Tây của em có những hàng dừa xanh biếc luôn. Và trồng những cổ mía, ở miền Tây em nuôi bò rất là nhiều, phải trồng cổ mía của chú anh chị và các bạn. Đây là tuyến đường dưới cầu Chợ Gạo Lớn về Mỹ Tho, về cầu Rạch Miễu cô chú anh chị và các bạn. Cầu Chợ Gạo Lớn của em vào giấc chiều 5-6 giờ chiều người qua lại rất là đông luôn, xe đưa rước công nhân cũng rất là đông luôn. Đây là tuyến đường tránh về Mỹ Tho và Mỹ Tho về Gò Công cô chú anh chị và các bạn. Đây là những chiếc xe đưa đón công nhân giờ vào buổi chiều là đi rước công nhân về cô chú anh chị và các bạn. Cầu Chợ Gạo Lớn của em rất là lớn luôn, ở huyện Chợ Gạo.
Và đây là dưới chân cầu về Mỹ Tho của chú anh chị và các bạn. Và hôm nay là buổi chiều xe đưa rước công nhân rất là đông luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hoàng Hạnh miền Tây.